Chào các bạn, gần đây dư luận đã giật mình với thông tin rằng một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu tiền tới 10 triệu một học sinh, một lớp mà thu tới hơn 300 triệu. Và đáng nói hơn là chỉ với hơn một tháng vào học mà quỹ này đã chi tới 250 triệu, trong đó có những khoản mà không ai có thể tin vào mắt mình. Đặc biệt hơn, nhà trường đã giải quyết vụ việc theo cách mà cũng không ai hiểu nổi. Vậy cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Hồng Hà, được xây và đưa vào sử dụng từ năm 2000. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, các phòng học ở đây đều được trang bị đầy đủ nhu cầu giảng dạy. Thế nhưng, tại buổi họp đầu năm, giáo viên cho biết năm ngoái, lớp thực hiện sửa chữa, mỗi phụ huynh đóng 8 triệu do sĩ số lớp nhiều. Còn năm học này, do sĩ số lớp ít nên mỗi phụ huynh sẽ đóng 10 triệu. Số tiền này được dùng để sửa chữa lớp học và thực hiện các hoạt động khác của lớp vào các ngày lễ trong vòng 5 năm. Nói tóm lại là đóng 10 triệu với mục đích sửa chữa lớp và sinh hoạt trong 5 năm chứ không phải 1 năm. Tuy nhiên, sự việc lại khiến người ta cảm thấy hoang mang. Cụ thể là một phụ huynh đã kể lại rằng: "Tôi tá hỏa khi giáo viên chủ nhiệm gửi bảng dự toán thu chi vào nhóm. Giáo viên không thông báo sửa chữa gì, các khoản chi cũng không thông báo qua phụ huynh. Một số khoản khá cao và không phù hợp như mua micro cho giáo viên, chăm lo bảo mẫu, đóng tiền mạng, vân vân." Sau đó thì báo Tiền Phong đã nhận được phản ánh của phụ huynh. Theo chị này chia sẻ, chị đang rất bức xúc với cách chi tiền quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Từ đầu năm học đến nay, tức là mới hơn một tháng, mà ban đại diện của lớp đã chi đến 260 triệu đồng cho 17 hạng mục. Các phụ huynh đều nghĩ số tiền 10 triệu đóng là một lần dùng cho cả 5 năm học, mà mới hơn một tháng đã chi gần hết cả năm, vậy sẽ ra sao? Hay một người khác cho rằng, hầu hết phụ huynh đồng thuận đóng 10 triệu quỹ để sửa chữa lại phòng, lắp điều hòa, giúp các con được học thoải mái. Vì vậy, chị bất bình vì khoản tiền chi khá cao, một số khoản chi không phù hợp như mua micro cho giáo viên, chăm lo bảo mẫu, đóng tiền mạng, quà tựu trường, v.v. Mới một tháng mà đã chi tới hơn 200 triệu là quá bất thường. Một số bàn, ghế còn mới nhưng vẫn sơn lại, rất phí phạm. Còn anh Quốc Trường cũng là một phụ huynh của lớp thì nhìn nhận trẻ ăn học cả ngày ở trường nên việc sửa chữa lại phòng, ốp gạch men, lắp điều hòa để các con được thoải mái. Tuy nhiên, anh không ngờ các khoản sửa chữa lại lên đến 220 triệu. Nhìn vào bảng thống kê, chúng ta có thể thấy số tiền chi cho sửa chữa lên tới 220 triệu. Không hiểu cái lớp này sửa cái gì mà nhiều tiền đến như vậy. Nhiều khoản chi khác cũng hết sức phí phạm, vô lý như tiền tập văn nghệ tới 4 triệu, ăn uống và gấu bông cho buổi tập văn nghệ hơn 5 triệu hay như khoản quà tựu trường, trang trí, cây xanh lên đến 10 triệu. Trước đó thì hai con đầu của anh Trường cũng theo học tại đây, quỹ lớp chưa đến 10 triệu đồng cho mỗi bé trong suốt 5 năm. Do đó, anh cho rằng mới hơn 1 tháng mà lớp đã chi gần hết số tiền phụ huynh đóng thì là không bình thường. Còn tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng việc cô giáo thu tiền quỹ phụ huynh cho 5 năm như vậy là không thể chấp nhận được, không đúng về mặt quy định thu chi. Thêm nữa, việc sửa chữa phòng học nếu nhà trường không cho phép, thử hỏi nhà thầu nào dám vào làm. Vậy mà hiệu trưởng nói là không biết thì thật là vô lý. Tôi đi họp phụ huynh thì thấy ban này chủ yếu lập ra là để thu chi tiền, mà ban đại diện luôn luôn hoạt động gắn với giáo viên và hiệu trưởng nên cần phải có quy định cụ thể về hoạt động của ban đại diện, không thể để họ muốn thu gì thì thu. Sự việc này ngay sau đó đã được Sở và Phòng Giáo dục làm rõ. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, về các khoản thu chi thì ban đại diện cha mẹ học sinh đã công khai gồm tổng số tiền đã thu là 313 triệu đồng, tổng số tiền đã chi là 260 triệu đồng, tổng số tiền còn lại là 52 triệu đồng. Trước đó có một số khoản như chi ứng trước cho nhà thầu sửa chữa phòng học 150 triệu đồng, chi cho quỹ cô Thủy mua quà cho học sinh ngày 21 tháng 8, mua đồ trang trí lớp và mua cây xanh để ở lớp là 10 triệu, chi thanh toán tiền sửa chữa phòng học là 50 triệu. Phòng Giáo dục đã kết luận rằng đối với công trình cải tạo lớp học mà ban đại diện cha mẹ học sinh đã quyết toán với tổng số tiền là 227 triệu đồng, thì mặc dù công trình cải tạo lớp học do phụ huynh tự nguyện đóng, nhưng quy định vận động thu chi không đúng quy định nên ban đại diện lớp phải hoàn trả số tiền này cho phụ huynh theo đúng quy định. Đối với các khoản chi tiếp theo như là tiền văn nghệ, tiền gấu bông, tiền hỗ trợ cô giáo thì đây là khoản chi sai quy định, ban đại diện sẽ hoàn trả số tiền này cho phụ huynh. Còn các khoản chi như mua quà tặng học sinh, mua đồng phục cho học sinh thì đây là những khoản thu đúng nên ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn thực hiện nội dung này. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành họp với ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cha mẹ học sinh.
Bên cạnh đó, phòng cho biết đã chỉ đạo nhà trường thực hiện phê bình cô giáo chủ nhiệm và phê bình hiệu trưởng nhà trường. Và ngay trong đêm mưa tầm tã, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và trả lại tiền. Dù rằng nhiều phụ huynh cho rằng tại sao lại trả, phụ huynh đóng là để cho các cháu đi học, chứ trả thì lấy tiền đâu mà sửa sang, mà sinh hoạt. Thì nhà trường cho biết, theo quy định, khi thu chi sai thì phải trả lại. Cuối buổi, một số phụ huynh đã đóng đủ tiền quỹ trước đó đã ký nhận lại số tiền là 9,6 triệu đồng trong tổng số hơn 10 triệu đã đóng, vì trừ đi một số khoản thu chi đúng quy định. Tuy nhiên, khi được hỏi, nhà trường lấy tiền đâu để trả lại khi đã dùng để thanh toán cho việc sửa chữa, mua sắm đồ dùng học tập, thì hiệu trưởng nhà trường từ chối trả lời và cho biết đó là quyết định của nhà trường. Vậy các bạn nghĩ gì về vụ việc này? Hãy cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!